cũng mở vlog chào mọi người. Hôm nay mình sẽ quay chợ Châu Đốc nha mọi người. Mời mọi người đi theo mình một vòng nha mọi người, để tham quan chợ Châu Đốc của mình nha mọi người. Ở đây thì bề mặt chợ đó mọi người. Rồi mọi người đi theo mình một vòng nha, đi tham quan cho vui nha mọi người, nhớ bấm đăng ký để ủng hộ mình với.
đây bông qua rồi người ta bán này. Xem bây giờ của mình tới ngay bấm like, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ mình nha mọi người. Làm ra video mới mong được sự giúp đỡ của mọi người, mình tắt cái video của mình để đạt được 4.000 giờ và 1.000 người đăng ký để cho YouTube nó xét việc cho mình đó. Cảm ơn mọi người nha. Đây là cảnh người dân mình ở thành phố Châu Đốc đó mọi người. Là tổng chợ Châu Đốc đó mọi người. Mắm đồ nó bán ra nhiều lắm nha mọi người, mắm đồ đồ đặc sản của mình á. Mời mọi người theo mình nha.
Chỗ này thì khách du lịch thì cũng có là nó lai rai rồi nha mọi người. Có khách du lịch có lai rai rồi đó mọi người. Phía trước là thốt lốt đó mọi người. Phía trước là người ta đang chặt trái thốt lốt đó. Chuẩn bị Tết rồi đó nha mọi người. Mai chuẩn bị Tết rồi đó. Giờ mình xin kết thúc video ở đây nha mọi người. Mọi người xem video của mình thấy hay bấm like, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ mình làm ra video mới. Mong được sự giúp đỡ của mọi người bằng cách xem video của mình để đạt được 4.000 giờ và 1.000 người đăng ký để cho YouTube nó xét duyệt cho mình đó mọi người. Cảm ơn mọi người nha.